Báo cáo với lại quý vị và các bạn, video này mình thực hiện test hoạt động phần đĩa CD của chiếc đài Zvooq có model RC-EZ58V. Chiếc đài này mình cung cấp với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ, 300.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Chiếc đài này ăn điện 220V, video trước đã test radio, test phần băng cassette rồi. À, chiếc đài này đã được một người thượng đế có cái bụng tốt ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã trần văn chốt. Ngài thượng đế này đủ tiêu chuẩn để chúng ta biểu dương. Ngài đã thực hiện cái quyền đó là được chuyển thóc ngay và luôn. Ngài chuyển đủ cho mình 300.000 đồng rồi. Anh Trần Văn test nhá. Đấy, lấy đĩa lòng xanh để test nhá, chứ không không test đĩa lòng trắng. Đĩa này là đĩa vớ vẩn đấy. Đĩa vớ vẩn, đĩa for no, đĩa vớ vẩn đấy. 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 Đây, khi chạy đĩa CD thì phải phải chuyển lên đây. Chuyển hết đây này. Thì chỉ khi nào chạy đĩa CD thì cái màn hình này nó mới sáng. Đấy, chứ còn nếu mà không chạy đĩa CD thì cái màn hình này nó không sáng. Đấy, tìm được bài rồi này, 10 bài này. 10 bài này. Bây giờ cho nó chạy nhá. Cho nó chạy. Chạy này. Tạm dừng lúc bật lây này thì mới là nó chạy. Cái này thiết kế thế nào hay bắt đèn dĩa nó còn quá tốt. Xếp máu thư sinh vui bước đăng trình 16 tròn trang, ghi trên bảng sung lời thề chính nhân tám hướng thành đồng. Gió bút mây ngàn tàn đến khe núi đâu dễ sơn lòng người đi cho những người. Có nhiều chiếc đầu đĩa ra bàn mà động như thế này thì nó vấp, chắc chắn là nó vấp. Nhưng mà cái này không hiểu sao đây này, nó vẫn nói bình thường không vấp này. Nhớ lúc xa xưa 16 trăng tròn anh đêm tôi em. Thế mới lại hay chứ gì. Cho tim ước muốn một ngày nên duyên lá trái đường mềm. Vẫn biết xưa giờ ngàn sau tiếp nối, ai cắm được tình yêu thương, ai ép được lòng mơ ước. Nhưng hôm nay non nước. Như vậy là quý vị và các bạn biết rồi. Đấy. Đĩa CD nó chạy mà lắc đài như thế mà nó không vấp. Có nhiều chiếc đầu đĩa khác phải gọi nó đúng bằng cụ tổ. Có nhiều chiếc đầu mở lên chỉ cần động nhẹ một cái là nó đã vấp. Ồ, giờ lấy đĩa ra, sau đó thì bọc ni lông đóng vào thùng xốp để còn chuyển sang chiếc đài khác. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Xin chào.